Nhiên mến chào lại tất cả các anh chị em nha. Hôm nay là ngày 15 tháng 12 năm 2021, chúng ta chuẩn bị tiễn đưa năm cũ. Trời ơi, An Nhiên mong cho ngày tháng trôi nhanh để mà năm 2022 đến, để cho mọi điều mới mẻ sẽ đến với nhân loại. Hãy nhìn vào thực tế, những nhân vật chống phá đất nước Việt Nam mình, bây giờ họ qua bên nước Mỹ, họ làm cái gì? Tương lai của họ như thế nào? Họ nghĩ là ở Việt Nam làm cực khổ, không có biết khi nào họ được có nhà lầu xe hơi. Họ nghĩ là qua Mỹ sẽ dễ dàng có nhà lầu xe hơi. Nhưng khi qua bên này rồi, cái đắng mà dành cho họ như thế nào các anh chị? Họ phải cày nhiều hơn nữa. Khi họ không có giấy tờ, họ bị bóc lột công sức của họ rất là nhiều. Hơn 50% sức lao động của họ bị bóc lột bởi những chủ tiệm nail, những người chủ nhà hàng. Vì sao An Nhiên nói như vậy? An Nhiên nói rất là thực tế nha các anh chị. Các chị nhìn vào trong tường của Lê Thị Nghe than thở như thế nào thì đó là những cái con số thực tế mà An Nhiên nói. Có nghĩa là một con người đi qua bên này, các bạn đi qua bên này theo cái diện mà đấu tranh dân chủ của các bạn qua các bạn phải chờ đợi giấy tờ. Các bạn chưa đi làm, các bạn chưa đóng thuế cho nước Mỹ thì đương nhiên chính phủ Mỹ sẽ không cho các bạn hưởng những cái quyền lợi giống như những người đã đi làm tại nước Mỹ và đóng đóng thuế cho nước Mỹ bao nhiêu năm. Chính bản thân An Nhiên đi làm và đóng thuế bao nhiêu năm nay, nhưng đến đại dịch An Nhiên điền cái đơn rất là nhục để mà xin tiền, những cái khoản tiền chờ đợi đó rất là nhục nhã các anh chị. Cho nên chúng ta còn sức lao động, chúng ta đi làm không cần phải trông chờ những cái đồng tiền mà vô bổ đó, đúng không các anh chị? Các anh chị muốn 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 có những cái đồng tiền mà không từ sức lao động, các anh chị phải điền đơn, phải phải làm đủ thứ cả và phải chờ đợi từng ngày tháng. Rồi sao các anh chị không đi làm, tiền đâu các anh chị sống, tiền đâu các anh chị trả bill, trả tiền nhà, trả tiền phương tiện đi lại. Cho dù các anh chị không mua xe, các anh chị cũng phải trả tiền xe bus để đi làm, đúng không? Một ngày đi xe bus bao nhiêu lần? Lạnh lẽo, đứng đón xe bus đi làm rất là lạnh nha. Đó, nó rất là cực khổ gian chân. Cho nên khi còn ở Việt Nam, hãy nhìn lại những cái kết đó mà mình phải có một cái sự ăn năn hối hận như thế nào trước khi quá muộn. Phạm Thị Đoan Trang bị ngày hôm nay là do một phần cái sự cổ vũ của bậc cha mẹ. An Nhiên nói rồi, cha mẹ là bậc thầy đầu tiên của chúng ta. Nếu cha mẹ dạy các bạn những cái điều tốt thì các bạn sẽ được uốn nắn trở thành một con người tốt. Nếu người 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 cha người mẹ đó không biết uốn nắn các bạn thì các bạn cũng sẽ trở thành sâu mọt của xã hội. An Nhiên kể cho các bạn nghe một câu chuyện mà người thầy dạy tiếng Anh cho An Nhiên khi An Nhiên học ở Việt Nam vào độ năm 1995. Lúc đó An Nhiên học cấp 3 tại Việt Nam. Thì người thầy kể cho An Nhiên một câu chuyện mà chưa đến tận bây giờ Nhiên vẫn còn nhớ và Nhiên cảm thấy là rất là tâm đắc. Câu chuyện được kể là một người tử tội đi ra ngoài pháp trường chuẩn bị lãnh cái bản án tử hình. Thì thẩm phán mới hỏi cái người tử tội này là: nhà ngươi có được một nguyện vọng cuối cùng để mà trước khi trả những cái tội lỗi mà nhà ngươi cướp bóc giết người cướp của gây ra bao nhiêu tội ác trong cái cuộc sống này, bây giờ nhà ngươi có quyền được nói lên cái nguyện vọng cuối cùng. Thì cái người tử tội xin thẩm phán cho ông ta, cho hắn ta được gặp người mẹ, được một lần cuối, được uống cái dòng sữa của người mẹ. Thì thẩm phán nghĩ là cái người con này cũng có hiếu đó,
Trước khi chết, người đầu tiên nghĩ đến là mẹ mình. Nên vị thẩm phán cho lính đến mời người mẹ lên. Và giây phút cuối cùng là người mẹ vạch cái bầu sữa ra cho đứa con, cho người tử tội đó được uống dòng sữa mẹ trong cái giây cuối đời của người tử tội. Thì bất chợt người tử tội cắn đứt cái bầu vú sữa của người mẹ đi, và người mẹ lăn ra thảm thiết. Thì cái người thẩm phán mới tức giận đập lên bàn một cái thật là mạnh, cầm búa đập lên bàn một cái thật mạnh và chửi cái người tử tội đó: vì sao nhà ngươi đã làm những việc bất nhân bất nghĩa với đời, và ngày hôm nay nhà ngươi lại làm những việc bất hiếu? Thì người tử tội và kể về cuộc đời của hắn ta. Người tử tội nói là: kính thưa thẩm phán, khi tôi lên 3, lên 4, lên 5, tôi ăn cắp một vật của người bạn láng giềng, tôi đem về nhà, tôi khoe với mẹ. Mẹ tôi nói là: con làm giỏi lắm. Rồi tôi cảm thấy việc làm của mình đó là cái sự chiến tích đầu tiên trong 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 những cái thời thơ ấu của tôi. Đến khi tôi lớn lên thì tôi lấy được tôi đánh bạn bè để mà tôi dành những cái sự bảo vệ cho bản thân mình. Thì khi tôi về tôi kể với bạn bè, với mẹ, thì mẹ lại ôm tôi vào nói vào lòng và nói là con trai làm rất là tốt. Thì cứ thế cái bản tánh hung hăng ngày mỗi ngày được trỗi dậy, và đến khi tôi cướp bóc, tôi đem những cái món đồ đó về cho mẹ tôi, mẹ tôi lại bảo là tôi làm rất là giỏi. Thì cái hậu quả ngày hôm nay tôi lãnh bản án tử hình này là do người mẹ đem đến cho tôi. Vậy thì kính thưa thẩm phán, mẹ dạy tôi những cái điều như vậy, và cho tôi, mẹ sinh tôi ra rồi mẹ cho tôi hình hài, và ngày hôm nay chính vì cái sự chiều chuộng của mẹ tôi cho nên là tôi trở thành một con người tử tội như vậy. Thì khi nghe vị thẩm phán, khi nghe câu chuyện của cái người tử tội đó kể, thì ông ta có những cái cảm xúc. Câu chuyện này An Nhiên nghe thầy dạy tiếng Anh của An Nhiên kể cho An Nhiên cũng là rất là lâu rồi, thì An Nhiên cảm thấy rất là thấm. Thì thầy mới nói là cha mẹ là người thầy đầu tiên trong cuộc đời của chúng ta. Nếu như cha mẹ dạy chúng ta tốt, chúng ta sẽ thành con người tốt. Thì các anh chị thấy đó, mẹ của Phạm Thị Đoan Trang là một trong những người mẹ đã cổ vũ cho Phạm Thị Đoan Trang, và cái kết ngày hôm nay của Phạm Thị Đoan Trang là do cái sự dạy dỗ của người mẹ. Cũng giống như mẹ của con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, các anh chị thấy đó. Nếu như ngày xưa bà ta không có tiếp tay cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh để mà chống phá đất nước Việt Nam mình, thì ngày hôm nay bà ta không có phải sống lầm lũi tại nơi xứ người, không được đón những cái Tết tại quê hương, không được á hả, những cái điều mà giống như mơ ước. Các anh chị thấy đó, đó là một trong những người mẹ đã cổ vũ con cái mình đi vào con đường phạm tội. Thì An Nhiên có coi cái đoạn clip mà kênh giải đọc chính trị nói về người mẹ Phạm Thị Đoan Trang, làm cho An Nhiên nhớ tới cái câu chuyện mà người thầy dạy tiếng Anh năm xưa đã kể cho An Nhiên nghe về người tử tội đó. Thì An Nhiên cảm thấy rất là tiếc cho bậc cha mẹ. Nếu như con mình làm sai, chúng ta hãy dạy dỗ nó, cho nó đi về, quay về lại cái con đường lương thiện, đó mới đúng là một người cha mẹ tốt. Các anh chị thấy không? Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng vì cái sự tiếp tay của người mẹ đó, đến khi Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nó ở trong tù, người mẹ vẫn tiếp tay với lại những người hoạt động tại ở bên này,
rồi á hả, vào thăm con, đem những tư liệu này nọ dối trá xuyên tạc đất nước Việt Nam mình như thế nào, và ngày hôm nay họ nhận cái kết như thế nào các anh chị em. Qua bên Mỹ không có đi học lại, không có phương tiện, không có điều kiện đi học lại. Chúng ta cũng giống như những người mù thôi các anh chị, những người mù chữ thôi. Đúng không? Các bạn phải giỏi tiếng Anh. Các bạn là luật sư, các bạn là nhà báo, các bạn cũng phải giỏi tiếng Anh. Thì các bạn phải có bằng cấp nữa cơ. Các bạn giỏi tiếng Anh rồi các bạn không có bằng cấp thì các bạn cũng không thể nào làm được những cái điều mà giống như những người lôi kéo kia nói cho các bạn. Rồi, bạn Hoàng Nguyễn nói như vậy, vậy thì những người mà hoạt động cho nhân quyền Việt Nam ngày nay họ sống như thế nào tại nước Mỹ? Hả? Nói cho tôi nghe coi. Rồi những người những nhà mà đấu tranh dân chủ cho Việt Nam mình đó, cái kết quả là họ đấu tranh cho ai? Cho chính cá nhân của họ chứ đâu phải cho Việt Nam đâu. Hả? Các bạn ở Việt Nam, các bạn nói là Việt Nam không có nhân quyền, Việt Nam không có tự do ngôn luận. Nhưng mà tôi thấy các bạn đang gõ phím. Các bạn nói được những câu nói này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ quyền tự do ngôn luận của các bạn đó. Và chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ các bạn đang có nhân quyền. Đúng không? Các bạn đang có nhân quyền. Các bạn được dùng điện thoại, các bạn được nói tất cả mọi thứ, các bạn nói các bạn không được nói là không làm là như thế nào? Hả? Rồi con nấm nó có đang đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam chưa? Hay là nó qua đây nó phải sống cái cuộc sống lây lất ở nơi xứ người? Rồi bà Bùi Kim Thành có đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam được chưa? Bản thân bà đấu tranh cho bà còn không được nữa, huống hồ chi là đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam. Qua bên này nói sai một tí xíu là bị những người bên này khóa mỏ. Các bạn thấy họ đấu tranh cho chính bản thân họ còn không được nữa, huống hồ chi mà là đấu tranh cho cả đất nước Việt Nam. Hả? Các bạn ở Việt Nam, các bạn đi uống cà phê, các bạn nói chuyện, các bạn chém gió lung tung, các bạn nói các bạn không có tự do ngôn luận hả? Các bạn đi vô những quán cà phê, các bạn coi đi, bao nhiêu người nói chuyện hả hê như thế nào? Cái đó không phải là tự do ngôn luận sao? Nhân quyền Việt Nam, các bạn nói ở Việt Nam không có nhân quyền. Vậy thì ở Mỹ có nhân quyền như thế nào? Bạn giải thích cho tôi nghe. Bạn có biết nhân quyền tại Mỹ là như thế nào không? Hả bạn Hoàng Nguyễn? Bạn nói đó là việc ai cũng thấy hả? Rồi con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nó qua đây nó đấu tranh như thế nào? Kể tôi nghe xem. Số phận của gia đình nó như thế nào? Đúng không? Nó không thích ông Trump. Nó nói nó không thích ông Trump. Rồi cộng đồng bên này tẩy chay nó như thế nào? Đúng không? Nhân quyền của nó không có, tự do ngôn luận không có. Bản thân của nó qua bên này nó đấu tranh cho bản thân nó còn không có nữa. Huống hồ gì là cho cả đất nước Việt Nam. Nó qua đây nó đấu tranh cái gì? Kể tôi nghe xem.